Dạ em kính chào toàn thể các bác ạ. Đây hôm nay em sẽ tiếp tục video vào buổi sáng ngày hôm nay. Ngày bao nhiêu thì em không nhớ nữa rồi. Đây em xin giới thiệu với các bác chi tiết từng chậu lan một các bác nha. Em lên bắt đầu từ mã số là 19. Mã số 19 thì ở đây là em lên là cho các bác nhà mình là 2 chậu. Thì đầu video thì cũng xin được báo cáo qua với toàn thể các bác nhà mình về vườn lan phi điệp mà ngày hôm nay em bán. Thì ở đây là một cái chậu, một cái vườn lan cũng nhỏ nhỏ thôi, của một bác là năm ngoái là vào để làm kinh tế. Thành ra cái vườn lan này là chủ yếu là chỉ có từ Phú Thọ này, HO này và một số cái dòng hồng khác nhau nha các bác nhá. Nhưng mà tiếc một điều là cũng có những chậu là bác nó ghi tên và có những chậu là nó không ghi tên nữa các bác ạ. Nên là thành ra bây giờ bán mà nên em không bán được là mặt hoa. Nên là có những chậu là em sẽ báo với các bác nhà mình là nó là cái gì, khoảng bao nhiêu phần trăm để các bác nhà mình lựa chọn. Giá em bán thì nó chỉ là số thôi nha các bác nhá. Em giới thiệu với các bác đầu tiên để đơn số là 19 này. 19 thì ở đây là có một cái chậu này là lá kẽ. Nhưng mà lá kẽ thì nó cũng không rõ lắm đâu các bác, nó cũng chỉ được như thế này thôi. Thì ở đây là nó có bao gồm là một thân hoa này, hai thân hoa này, với lại hai thân này nữa, một thân này nữa, tức là đây là chậu này là sẽ là 5 thân hoa, nó có cả ngắn cả dài. Mầm gốc thì em thấy là có khoảng 5 mầm gốc nha các bác, 5 mầm gốc đã lên như thế này rồi. Và một cái chậu bên này, chậu bên này thì cái chậu bác ấy có ghi lại là chậu hồng, thì nó là đã từng có hoa hoặc là bác nó mua năm 2020 đó. Bây giờ nó đang là ra mầm gốc 53 đây này các bác này. Thế thì rất là chính xác luôn, bác nó mua chắc là đây là cái thời gian bác nó mua là mùng 1 tháng 9 năm 2023. Bây giờ là nó đang có là 1, 2, 3, 4 mầm gốc. Bây giờ chỉ tiếc một điều là em thì các em là mua nguyên vườn, nên thành ra nhiều lúc là có những chậu là mình cũng không nhớ để mà hỏi bác ấy là cái hồng gì hay là như thế nào các bác nhá. Thôi bây giờ thì giá trị thì nó cũng rẻ cả rồi, bây giờ tốt nhất thì cứ bán sổ số cho các bác nhà mình đi, cho nó thoải mái các bác nhá. Thì ở đây là như cái chậu này nó được 2 này, 4 này, 5 này, 5 ki, cái này là ki 52 và đang lên mầm gốc là ki 53. Mầm gốc thì em cũng thấy lên khoảng tầm 5 mầm gốc rồi ạ. Họ thì hai cái chậu số như thế này em bán cho các bác nhà mình là 200.000 đồng nha các bác nhá. Đây là mã số là 19 dùm em. Mã số 19 ạ. Các bác năm nay các bác nhà mình có thể làm hoa nhá. Các bác kích hoa ra cho em cũng được. Đây là đơn số là 19. Đây là đơn số là 20. Đơn số 20 thì ở đây là có là mấy chậu là bác có dặn em nó là Phú Thọ. Nhưng mà trong quá trình xếp xe thì các em cũng quên mất đi các bác ạ. Thành ra bây giờ cũng bán gần như là sổ số cho các bác nhà mình luôn. Đây này các bác này. Cái này thì năm cánh trắng Phú Thọ thì báo luôn với các bác nhà mình là nhà em thì năm cánh trắng Phú Thọ rất là nhiều. Nên là cái thân này nó đúng lên đến theo như nhà em là 100% rồi. Đó, nhưng có cái là em vẫn chưa tự tin để bán cái năm cánh trắng Phú Thọ cho các bác nhà mình, tránh cái trường hợp là không may nó sai thì nó cũng đỡ phiền phức ra, vì bây giờ nó không đáng là bao nhiêu, nó rẻ rồi. Nên là thế này các bác nhá, cái chậu này này, thân lá thì trước tiên là gân rất là đẹp. Đó. Được chưa các bác nhà mình ạ? Thì về cái thân hoa thì nó là có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 cái 7 cái thân hoa luôn các bác ạ. Thì cái ngắn nhất này của nó là 30 phân. Còn các cái kia của nó là tầm 50 đến 70 80 phân cơ các bác ạ. Nên là các bác nhà mình có rất là nhiều thân hoa để hôm sau mình ngắm hoa nhá. Cái này thì em nghĩ là các bác nhà mình chỉ cần để tự nhiên thôi thì nó vẫn cho ra hoa, không cần phải kích gì đâu ạ. Tiếp đến thì cái bộ mầm gốc của nó là 9 cái mầm gốc các bác ạ. 2, 4 này, 6 này, 8 này, 10 cái thôi thì cứ đếm là 9 cái thôi, tránh trường hợp là 1-2 cái nó hỏng đi. 9 cái mầm gốc, 7 thân hoa. Thì chậu này bán cho các bác nhà mình là 300.000 đồng. Còn nếu như mà em liều mà em vẫn bán là 5 cánh trắng Phú Thọ cho các bác nhà mình ấy, thì chậu này nó khoảng tầm 500 đến 550. Đó. Thôi thì em bán như thế này cho các bác nhà mình. Nhưng chắc chắn với các bác nhà mình một điều là nó không là 5 cánh trắng Phú Thọ thì nó cũng là những bông va đây các bác nhá. Những bông va hàng đẹp nha các bác nhá. Rồi em tiếp đến cái đơn tiếp theo, đấy là cái đơn mã số là T21. Mã T21 thì chậu này thì nó khả năng là hồng hoặc là một cái dòng hoa cũng là hoa đẹp. Nó. Cái này thì khả năng không phải là không phải Phú Thọ đâu các bác nha. Mầm gốc đây các bác này, mầm gốc thì có 2 4 5 mầm gốc này.
cũng là một cái dòng hoa đẹp, nhưng có cái là bây giờ mình không dành nó là cái gì, thành ra là thôi bán cho các bác nha. Mình chỉ 180.000 đồng cho em này. 4 thân đẹp nha các bác nhá. Mỗi thân xài khoảng chừng 35 đến 40 phân. Chậu T21 ạ. Tiếp đến là cái chậu T22. Đây cũng là hai chậu. Hai chậu là năm cánh trắng Phú Thọ các bác nhá. Nhưng không chắc. Đó, các bác ạ. Lưu ý cho em. Mầm gốc của nó đây đẹp chưa các bác này? Đã là hai mầm gốc đẹp này, thân lá của nó này các bác này. Thân lá này. Đây nữa các bác nhá. Bộ mầm gốc của nó thì rất là nhiều. Chỉ sợ là cái cây này nó không nuôi hết được một nấy mầm gốc thôi. Mầm gốc thì cực kỳ là nhiều nhá. Đó. Thì ở đây là hai chậu này. Lên cho các bác nhà mình 200.000 đồng cho em. 200.000 đồng ạ. Mã số là T22 ạ. Mã số tiếp theo là T23. T23 thì ở đây là có một cái chậu là 6 mắt các bác nhá. Một chậu 6 mắt này. Mầm gốc nhiều này. Đó. À, tiếp theo thì đây là cũng là một chậu gọi là sổ số đi các bác nhà mình. Sổ số đi. Hai chậu này các bác nhá. Hai chậu này là 250.000 đồng. Một chậu là 6 mắt và một chậu là sổ số đi. T23 dùm em ạ, 250.000 đồng. T23 thì cái chậu 6 mắt này là có 5 thân hoa. Với chiều dài của thân hoa thì dài dao động 5 thân trừ đi cái thân này nó chắc là nó gãy lâu rồi đây các bác này, là 4 thân hoa. Mỗi thân dài được khoảng từ 35 đến 40 phân ạ. Đã thắt ngọn, chỉ chờ hoa. Chậu này cũng thế. 250.000 đồng. Lâu lắm rồi em mới gặp được một chậu tím yên tử này các bác này. Như chậu này thì hiện tại là có 4 thân hoa dài. Và có một có 3 cái thân hoa ngắn nữa. Đó, cái giá tiền là 220.000 đồng. Số 24. Mầm gốc thì lên là 1, 2, 3, 4, 5 mầm, 6 mầm rồi các bác nhá. 6 mầm gốc. Thân hoa năm nay để các bác ngắm hoa thì có cả ngắn cả dài là từ 6 đến 7 thân hoa. Giá tiền là 220.000 đồng. Chậu lan tím yên tử ạ. Mã số là 24. Em lên chậu tiếp theo là mã số là 25. Thì ở đây là lên cho các bác là một chậu trầm này. Một chậu trầm siêu nụ luôn các bác ạ. Ở đây là có là 5 cái thân hoa. 100% mắt của nó là nụ hết các bác nhá. Đó, mà lên nhiều lắm, nụ nó chi chít luôn này các bác này. Ở đây là 5 thân hoa và có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 mầm gốc. 6 mầm gốc các bác nhé. Và một cái chậu bên này, chậu bên này thì nó là một cái dòng đốt lá ngắn các bác nhé. Thân thủ đốt lá ngắn cũng rất là nhiều thân hoa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khoảng 10 cái thân hoa đang xuống lá và chờ hoa nha các bác nhé. Thì hai chậu, một chậu trầm và một chậu phi điệp. Thì hai chậu này thì có giá tiền là 320.000 đồng hai chậu này các bác nhá. 320.000 đồng, mã số là 25 dùm em. Tiếp theo là mã số là 26. Mã số 26 là phi điệp Lào Cai. Thì thân hoa nó đang nụ các bác ạ, bao gồm là một thân nụ này. 2 này. 3 này. Và có một ít thân là nó xuống lá và chưa có nụ nha các bác nhá. Mầm gốc thì con này nó cũng không lên nhiều lắm đâu, được ít mầm gốc thôi. Thì đây là mã số là 20 nha. Chốt cho em nhảy mã giùm em mã 30 nha các bác nhá. Mã 30 thì em bán được các bác là 250. Hai chậu lan này các bác nhá. Hai chậu này là 250.000 đồng. Tiếp đến là mã số là 31. 31 nụ đây các bác này. Phi điệp Lào Cai các bác nhá. Đó, và đây là cái chậu bên này là cũng đang nụ này. Nụ này. 1, 2 này. 3 này. 4 này. 5, 6 này. 7 này. 8, 9. Khoảng tầm 9 đến 10 thân nụ, thân đang nụ các bác ạ. 9 đến 10 thân đang nụ. Đây còn chưa kể những cái thân như thế này nữa. 270.000 đồng nha các bác nhà mình nhá. Mã số là 31 dùm em. 31, 2 chậu ạ. Em lên cho các bác nhìn tiếp theo. Ở đây là em có một cái chậu đuôi chồn này. Đuôi chồn mà cây khá là to các bác ạ. Đuôi chồn thường thường em thấy là nhỏ nhỏ lắm. Nhưng mà đây em thấy được cái chậu này là cây cũng to này. Đó, năm ngoái là đã có ngồng hoa đây các bác này. Năm nay đang có ngồng hoa tiếp theo đây các bác nhá. Này ít hôm nữa là các bác được ngắm hoa luôn. Đuôi chồn này, một chậu này. Và một cái chậu đai châu. Đai châu thuần đây các bác này.
Cái này không biết là thái hay rừng đây. Cái này khả năng là thái đấy các bác này. Lá này chắc là lá thái rồi. Hai chậu này các bác nhá. Hai chậu này là em xem này. Hai chậu này là 250 nha các bác nhá. Một chậu đuôi chồn và một chậu Lai Châu. Ở đây em lên cho các bác một số chậu đùi gà của Lai Châu. Tiếp theo thì em vẫn tiếp tục giới thiệu phi điệp đấy các bác ạ. Đùi gà của Lai Châu thì em lên cho các bác một cái chậu. Nó cũng mới nở hoa thôi và còn rất là nhiều thân tơ mầm gốc. Rất nhiều thân tơ mầm gốc các bác nhá. Chậu này là 280.000 đồng thôi cho em này. 280 các bác nhá. Chậu đùi gà. Mã số là 32 rồi em. Mã số là 33. Tiếp theo một chậu đùi gà rất là nhiều mầm gốc đã lớn. Thân tơ thì ở đây nó còn là hai thân chưa nở hoa và có hai thân nó đã nở hoa rồi. Là 230.000 nha các bác nhá. Mã số là 33. Mã số 34 là toàn bộ là thân tơ và mầm gốc. Nó có cả lên cả ki trên thân này các bác này. Và có những cái phần mắt thì nó đang sưng mắt lên như cái này này bác nhá. Toàn bộ thân tơ và mầm gốc 280.000 đồng ạ. Mã số 34. Mã số 35. Toàn bộ cũng là mầm gốc và thân tơ hết ạ. 280 luôn các bác nhá. 35 ạ. Rồi em tiếp tục những chậu lan phi điệp đến cho các bác nhà mình. Mã số 26 các bác nhá. Đây là mã số 26. Đây là toàn là thân đang chờ nụ nha các bác nhá. Và cái này các bác ạ, 100% là nụ cho em nhá. Mình yên tâm luôn cho em, không phải lo là nó lên ki hay lên hoa. Mà cái vườn lan này là em bán năm nay là năm thứ 3 của cái vườn lan này rồi. Vườn lan của Lào Cai đây. Thì là năm nào nó cũng, các cái thân này nó cũng hoa hết các bác ạ, không có ra ki. Ở đây là sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thân. 7 thân đang chờ hoa. Mầm gốc thì cũng đã lên 150.000 đồng. Mã số là 26 nha các bác nhá. Mã số 27 thì có bác nào mình đang sưu tầm cái dòng phi điệp của vùng miền đấy là Phù Luông, Bá Thước, Thanh Hóa nha các bác nhá. Thì cái chậu lan này nó là thân thú đốt lá xếp đẹp. Nhưng mà cái này là đây các bác nhìn như thế này là các bác biết là cái chậu lan này bỏ bê rất là nhiều rồi, thành ra là nó không có lên đẹp nữa. Thân nó ngắn và nhỏ thôi. Độ chỉ ngắn nhất thì nó là 20 phân, dài nhất thì nó chỉ được 50 phân thôi. Cái này là mình phải về mình làm lại đi các bác ạ. Bác nào mua chậu này về làm lại. Cái Phù Luông này em xem là có một thân này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12. 12, 13 thân nha các bác nhá. Giá là 150.000 luôn cho em. Phù Luông. Mã số là 27 nha các bác nha. 150 ạ. Mã số là 28 này. 130 thôi. Đây là các cái thân đang chờ hoa nha các bác nhá. Ngắn ngắn thôi, nó chỉ độ từ 20 cho đến 50 phân thôi. Bộ mầm gốc thì cực kỳ là đẹp luôn. 130 nha các bác nhá. Vâng, em lên cho các bác. Ở đây là em có là 3 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Mầm gốc đẹp này các bác này, một chậu này, hai chậu này, hai chậu này đều mầm gốc đẹp này. Và cái chậu này thì nó chưa lên mầm gốc. Nó chưa lên mầm gốc, ở đây có một cái thì nó bị lỗi rồi. Còn ở đây thì nó chưa lên mầm gốc nha các bác nhá. Thì đây là có là 3 chậu. 3 chậu này 200 nha các bác nhá. 5 cánh trắng Phú Thọ. Cái này là chuẩn hoa, chuẩn cây luôn cho em nhá. Cái này là em lấy ở vườn em ra. Đây này các bác này. 3 chậu này 200 các bác yêu nhá. Vâng, hôm nay thì cảm ơn toàn thể các bác đã xem video ngày hôm nay nhá. Em chào, hẹn gặp lại các bác ạ.